Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiến hành mình review cái dòng đàn tầm rẻ nha các bạn. Đàn rẻ, đàn sinh viên, giá sinh viên. Thì cái này giá là 900 ngàn nha các bạn. Ha. Thì nó là mặt thông. Lưng thông là gỗ ép nha các bạn. Đó. Giá 900k. Thì giá này là mình cũng có cái bao vải cho các bạn luôn ha. Tuy là nó rẻ thiệt, nhưng mà đàn vẫn có cái ti để mình những cái cần nó chơi lâu dài nha các bạn. Bảo đảm là cần này là chơi lâu dài, cần gỗ đồ đàng hoàng. À, âm thanh ra cũng rất là hay, với lại mẫu mã đồ thì làm cũng giống như là những cái đàn mà khá với mắt vậy đó. Cũng xài nút nhấn đồ này nọ rồi các bạn. À, thì khóa mình sẽ sử dụng là khóa về này. Đó. Vậy 900 ngàn thôi, nhưng mà đàn rất là hay nha các bạn. Thì bên cạnh mà mình bán đàn tại shop đàn mình ở đây nè, Dũng Gita số 49 Nguyễn Văn Thật, phường 2, quận 3, thì mình cũng có là sửa đàn, trao đổi đàn luôn nha các bạn. Thu mua đàn cũ ha, thu cũ đổi mới. Và mình dạy đàn là mình dạy trực tiếp tại tiệm đàn mình luôn nha các bạn. Đó. Còn rảnh thời gian thì mình sẽ chia sẻ những clip mình lên trên các bạn ha. Các bạn nào yêu thích cái dòng nhạc bolero ở gần đây thì xin hãy ghé xuống tiệm Dũng nha. Đó các bạn. 900 ngàn. Làm bài ngẫu hứng tại. Rồi
các bạn, thì cái nhiệm vụ mình mỗi lần mình review đàn là mình phải hát thôi các bạn. Mình review đàn là mình sẽ hát một bài, một hàng bài hát bất kỳ. Lời hát thì có lúc nhìn có đá lộn qua lộn lại nha các bạn, nhưng chủ yếu là mình thử đàn cho các bạn thôi, chứ không phải là mình cover. Nên các bạn hết sức thông cảm cho mình nha. Rồi, thì nãy giờ mình cũng đã giới thiệu tất cả rồi. Các bạn nào có nhu cầu, thứ nhất là kết nối qua Zalo với mình ha. Số Zalo mình là 0908519683. Thì để mình sẽ inbox và tư vấn cho các bạn. Các bạn nào ở xa thì mình sẽ ship xuống tỉnh nha các bạn. Còn các bạn nào trong thành phố thì mình cũng ship luôn. Đó. Đó. Thì mỗi cái là mình cũng nói lại là mình cũng có dạy đàn nha các bạn. Mình dạy tại tiệm mình như bạn Dũng Guitar số 49 Nguyễn Thực, phường 2, quận 3. Đó là mình sẽ dạy theo cái là guitar thực chiến. Rồi sửa đàn, thu cũ đổi mới luôn các bạn, tất tần tật. Bên cạnh đó là mình còn nhiều lắm, bán nhiều thứ lắm đây, lắc tai, rồi ukulele đó các bạn, ukulele, ukulele, đó, ukulele, đây. Mình thử cái ukulele cho các bạn coi luôn ha. Gì hết các bạn. Rồi mình kết thúc cái video này các bạn, chào các bạn nha. Các bạn có nhu cầu các bạn mời các bạn tới tiệm Dũng Guitar số 4 Nguyễn Thực, phường 2, quận 3 nha các bạn, để được kinh nghiệm mua sắm và trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại tiệm đàn của mình luôn. Chào các bạn.